Livestream chia sẻ chi tiết về sản phẩm thì Hạnh sẽ chia sẻ với mọi người về cái Alpha Kid Gold. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhất về cái sản phẩm này trong quá trình nó lên phát triển của mỗi một em bé, để đảm bảo cho em bé có sức khỏe tốt và có đầy đủ cái nền tảng, cái cơ sở sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần, thì một em bé cần được bổ sung rất rất nhiều thực phẩm chức năng. Bởi vì sao? Tại sao mình sẽ có ngay cái câu hỏi ở đây? Tại sao ngày xưa, thời ông bà bố mẹ cô dì chú bác của chúng ta thôi nhá, chưa nói đến anh đâu, cô dì chú bác trở lên, lại không phải bổ sung thực phẩm chức năng, mà đến thời thế hệ chúng ta và con cháu chúng ta lại cứ phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng? Đó, mọi người có đặt ra câu hỏi như vậy không? Đầu tiên, nếu ngày trước tắm nắng thì nó pure, tức là nó sạch, nó tinh khiết 100%, thì đến ngày hôm nay bạn tắm nắng, kể cả tắm nắng trước 8 giờ 30 phút sáng, thì khả năng bị nhiễm bụi PM2.5, tức là nhiễm độc phổi, là 90%. Nhất là bạn nào cho con tắm nắng ở thành phố, khi mà mọi thứ nó không còn an toàn như ngày trước nữa. Ngày xưa ở đồng ruộng những cái con tôm, con tép, con cá cờ hay là cua gì gì đó, hoặc là thậm chí cả cái mỡ lợn nữa, mỡ lợn mà bố mẹ ông bà chúng ta hay dùng để nấu bột, nấu cháo cho chúng ta ngày xưa ấy, nó rất là sạch và nó rất là đảm bảo. Mọi người có công nhận điều này không? Cho đến ngày nay, con lợn nó ăn phải cám tăng trọng, nó cũng không còn sạch sẽ, tinh khiết. Cho đến cái cây rau cũng không còn tinh khiết. Vì vậy cái việc mà cứ phụ thuộc vào nguồn thực phẩm, và để cho một em bé phát triển hoàn toàn thuận tự nhiên, nó không còn hợp lý nữa, đúng không nào? Thời nào thế đó, đến tầm này là nó không hợp lý nữa. Chính vì vậy, có rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng ra đời để phục vụ cho một cơ thể sống, cái trị biếng ăn, kích thích biếng ăn, tức là nó bổ sung sắt. Con thiếu sắt do là thiếu máu, thiếu sắt, thiếu máu, thiếu sắt, và dẫn đến không tổng hợp được lysine trong cơ thể, đúng không? Máu, sắt và lysine, các bạn dược sĩ hãy hình dung cái mối liên hệ của nó luôn đi, đúng không? Nó không tổng hợp được lysine, và từ đó cái lysine đó không có đủ lysine để hỗ trợ hấp thu protein và canxi mà mọi người bổ sung qua vào đó. Và lysine thì nó lại là một cái axit amin thiết yếu của cơ thể, nó hỗ trợ cho cái axit amin thiết yếu của cơ thể. Mà cái axit amin thì làm sao, nó được hình thành từ rất là nhiều chuỗi enzyme, đúng không? Thế thì khi đó nó không có đủ lysine thì nó không kích thích được cái enzyme dịch vị trong lưỡi của con, và làm cho em bé nó ăn nó cảm thấy không ngon miệng, đúng không nào? Đó, mọi người ơi, rất là nhiều em bé bị kháng sinh từ một tháng tuổi. Vì sao? Các em bé nhũ nhi ấy, các bạn dược sĩ ở đây quá rõ điều này, đúng không? Khi ngủ thì nó hay bị mồ hôi trộm, mà cho nên là với những cái bà mẹ mà tinh ý ấy, thì khi đi ngủ hãy cho cái khăn sữa ở con xuống lưng hoặc xuống gáy để nó nót được cái gáy này, để nó thấm được cái mồ hôi, thì em bé sẽ không bị ngấm ngược mồ hôi lại. Mặc dù cứ mở điều hòa nhé, hoặc là bật quạt nhé, nhưng mà mồ hôi trộm của trẻ con nó rất nguy hiểm mọi người ạ. Cái mồ hôi trộm khi nó ngấm ngược lại vào da em bé, và nó sẽ rất dễ gây viêm phế quản, viêm phổi. Cho nên cái số lượng các em bé bị viêm phế quản phổi, viêm phế quản co thắt, viêm tiểu phế quản và viêm phổi trong 6 tháng đầu tiên là khá nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn các mẹ ạ. Đó, thế thì với những cái em bé mà kể cả bạn Panda cũng bị viêm tiểu phế quản lúc 4 tháng mà. Đó, thế thì với những cái cơ địa của em bé Việt Nam là thường là sẽ bị kháng sinh từ rất sớm. Mà ở Việt Nam thì sao? Chính các bác sĩ, các dược sĩ ở đây cũng biết, đã kháng sinh là kháng sinh nặng luôn. Có bao nhiêu bác sĩ cho gamitin, bao nhiêu bác sĩ kê clamoxin, hay là cứ di nát chiến luôn, di cho mắt chiến luôn, đúng không? Có những đơn thuốc còn kháng sinh, chồng kháng sinh,
từ Augamethin rồi xong lại cho tiếp cả Zinat luôn, hai cái chồng lên nhau luôn đó. Còn nhá, ngay cả có những em bé mới một với 3-4 tháng tuổi nó đang bị rota ấy, bác sĩ cũng cho luôn Hiraset rất nặng rồi đó. Mọi người có hình dung ra là khi mà con của con một em bé không may mắn mà bị kháng sinh rất sớm ấy, thì mọi người hình dung làm sao? Cái hệ miễn dịch của con sẽ bị chết ngay tại đó. Nó đang mới chớm, bởi vì làm sao cái em bé trong 6 tháng đầu đời đang còn bú mẹ mà nó bị kháng sinh rồi ấy, thì bú mẹ lúc đó cũng không bao giờ tạo đủ kháng thể, bởi vì như cái mầm non mới nhú đã bị cắt ngay rồi, cái hệ miễn dịch của con coi như là bị tiêu diệt hoàn toàn luôn đó. Thì vậy là cứ lần sau ốm lại hoàn ốm, em cứ ốm đi ốm lại đó, mà cứ ốm là lại kháng sinh đó các mẹ ạ. Cực kỳ là nan giải khi mà cho kháng sinh vào, khi cho kháng sinh vào cơ thể nhá, thì kháng sinh nó như là một thằng mù, nó không biết đâu là người tốt đâu là người xấu, nó chém hết, kể cả lợi khuẩn hay hại khuẩn, cứ kháng sinh vào đánh nhầm còn hơn bỏ sót chị em nhá. Kháng sinh vào cơ thể nó là như thế. Vì vậy cái lợi khuẩn đường ruột của em bé lại không còn nữa, nó lại bị ảnh hưởng rồi. Mà với một em bé nhỏ, một em bé 2-3 tháng thì bắt đầu nó mới tráng ruột bằng sữa mẹ, tráng ruột sữa mẹ mới bắt đầu tạo lên kháng thể gạo nên các loại khuẩn, lợi khuẩn bifidobac, lactobac, rồi các loại lactase, các loại tất cả những cái loại enzyme, tất cả cái màng nhầy muslin các thứ ở trong cái đường ruột, trong niêm mạc nhuận của con lúc đấy mới hình thành nên. Nhưng mà chơi một phát kháng sinh vào thế là nó như cháy ruột luôn đó, mọi người cứ hình dung như vậy cho nó nhanh đó. Thì thế, vì thế mà bảo lại sao là ôi nó ốm dậy ấy, nó bú mẹ hay làm sao, cứ ốm dậy nó dọc cả người đi, mà trong quá trình ốm nó teo nó tọt người đi, là vì sao? Là vì con ăn tốt đúng không, nhưng nó không hấp thu được nữa, bởi vì cái lợi khuẩn đường ruột của con này bây giờ nó không còn tổng hợp được chất nữa. Nó đáng lẽ nó cần 5 loại lợi khuẩn chẳng hạn, nhưng bây giờ nó chỉ còn 2 loại lợi khuẩn thôi, thì hai cái loại này nó không thể làm việc được như 5 loại đó. Nói như vậy cho chúng ta dễ hình dung nhá. Còn ấy, cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong đường ruột ấy thì là phải là 85% lợi khuẩn, 15% hại khuẩn đó, đấy là tỷ lệ cân bằng. Khi mất cân bằng là cái này chỉ cần xuống 80% thôi, cái này lên 20% thôi là đã bị mất cân bằng rồi, là đã có vấn đề rồi. Sản phẩm có mặt trên thị trường từ năm 2019 và em Hạnh là một trong 5 người cùng một với cả 4 nhà khoa học kia trực tiếp đưa ý kiến, ý tưởng để làm lên cái sản phẩm này, cho nên em giống như là một trong những người mẹ đẻ ra nó, vô cùng là tâm huyết với cái đứa con tinh thần này mọi người nhé. Đầu tiên nó được gọi là sản phẩm vitamin tổng hợp cho trẻ em, và nó được hình thành dựa trên cái bộ sản phẩm dành cho trẻ em với một em bé trong quãng đời từ 6 tháng đến 6 tuổi. Mọi người nhớ nhé, 6 tháng đến 6 tuổi thì phải sử dụng đồng thời quá nhiều cái sản phẩm một lúc, và nó sẽ gây áp lực cho ông bà cha mẹ, thậm chí là cô giáo, là lúc nào cũng phải canh giờ để cho con uống. Sáng ra thì uống D3 canxi, đến trưa omega kẽm, đến chiều là sắt rồi, đến trưa còn vitamin nữa, rồi sắt rồi tăng đề kháng rồi men vi sinh đúng không nào, làm DHA đúng không ạ? Thế là một lúc sẽ là 4-5 cái sản phẩm phải sử dụng. Riêng cái bộ Bio Island của Úc ấy, nó đã có đến 10 sản phẩm rồi. 10 sản phẩm đấy bao giờ nếu mà một em bé lúc nào cũng dùng liên tiếp thì nó gọi là quá tải hấp thu. Đúng không ạ? Quá tải hấp thu. Cho nên là hình thành lên cái sản phẩm vitamin tổng hợp này, trong này chứa đầy đủ bộ axit amin, vitamin, khoáng chất, đầy đủ trong một bộ này. Em bé nào mà biếng ăn, em bé nào mà suy dinh dưỡng, em bé nào mà hay ốm vặt thì đều sử dụng được sản phẩm này, bởi vì trong này có một hàm lượng cái kẽm và cái thymomodulin cực kỳ cao, cao tương đương với cái ống thymomodulin mà bệnh viện hay bán cho những em bé mà bị viêm phổi, viêm phế quản khi còn rất nhỏ, đúng không ạ? Thế thì cái sản phẩm này lại rất là hay nữa, em sẽ bóc luôn ra cho mọi người xem nhá. Một hộp mới tinh này, đây là một sản phẩm vô cùng là văn minh, bởi vì thứ nhất là cái cách sản xuất như này mọi người biết nhá. Bởi vì là những cái siro ăn ngon của nước ngoài nó sẽ ở trong một cái chai thủy tinh, mà cái chai đấy thì lúc nào cũng phải bảo quản mát,
Còn thời tiết của Việt Nam chúng ta là nóng, ẩm và nồm, đúng không ạ? Vô cùng là khó chịu luôn. Nếu mà cái thời tiết như thế mà để những cái chai thủy tinh phải, ôi trời ơi, nó hỏng luôn cả cả một cái lô hàng, nó chua loét luôn ấy. Mà tủ lạnh nhà chúng ta đâu phải lúc nào cũng bảo quản được cả một núi hàng như vậy đâu. Hay là phải có kho lạnh, đúng không? Kho lạnh thì vận chuyển trên đường thì làm sao, đúng không? Nếu như cái này sản xuất rất là hay, bởi vì uống bao nhiêu tôi bẻ một ống, có thể gửi ông bà cha mẹ, gửi cô giáo mang đến lớp cho con uống. Cái tiếp theo nữa là vị của nó là vị dưa lưới, rất là thơm ngon và ngọt nhẹ nhàng, không đậm lắm. Đó, đấy là cái mà chúng ta có thể mang đến là điểm USP. Quan trọng nữa, nó là sản phẩm nghiên cứu dành riêng cho trẻ em Việt Nam. Bởi vì làm sao, trẻ em Việt Nam thì lúc nào cũng sẽ mắc những cái chứng bệnh như là về hô hấp trên, hô hấp giữa và về tiêu hóa. Thì cái sản phẩm này nó giải quyết được tất cả những cái vấn đề đấy mọi người nhá. Một liệu trình của cái sản phẩm này cũng rất là hay. Giá bán lẻ ra ngoài thị trường là 325.000 cho 30 ống. Cho 30 ống, 325.000 cho 30 ống. Nhưng mà hầu như là không ai mua một hộp cả. Người ta đều mua một liệu trình từ 5-6 ống trở lên, 5-6 hộp trở lên. Đó, cho nên là cái giá khi mà người ta nhận được nó cũng rất là hợp lý. Chỉ còn hơn 250.000, 289.000 thôi. Đó, mọi người nhé. Rồi, đấy là về sản phẩm ăn ngon. Cùng với cái sản phẩm ăn ngon này thì sẽ có thêm cái canxi, nano canxi này, và cái siro ho bổ phế, tạo lên cái bộ ba sản phẩm Alpha Kit cho trẻ em rất là hay. Thế thì khi mà cái sản phẩm này ra đời, đầu tiên, cái thành phần đầu tiên của nó, chị em chú ý nhá, nó có lysine HCL. Cái lysine, L-lysine HCL, tức là cái thành phần hỗ trợ hấp thu protein, hỗ trợ hấp thu protein và canxi từ thực phẩm mà bố mẹ bổ sung vào cho con. Đó, từ cái thực phẩm mà bên ngoài bố mẹ bổ sung vào cho con. Thì các mẹ cứ hình dung này, cái lysine ấy, thì trong bản thân của mỗi chúng ta, bạn mỗi chúng ta đều có cái lysine, gọi là lysine nội sinh. Nhưng trong quá trình phát triển, trong quá trình lớn thì lysine cũng giống như kẽm. Lysine giống như kẽm, rất dễ bị mất đi. Nhất là cái kẽm, chỉ cần một lần bị tiêu chảy, một lần bị táo bón, hay là một trận sốt viêm họng, hay là một lần bị sốt do bất cứ một cái trận sốt virus nào đó, thì cái lượng kẽm trong cơ thể mất đi hoàn toàn. Nhất là tiêu chảy thì nó sẽ không còn một tí kẽm nào trong cơ thể nữa mọi người nhá. Vì thế mọi người biết là cứ em bé nào hay là người lớn nào mà bị tiêu chảy ấy, là đi khám, bác sĩ hay cho cái kẽm gluconat, đúng không? Ống kẽm hoặc là cái gói kẽm về để uống ấy. Có người thì dùng gluconat hoặc là có người thì dùng cái kẽm cốm kẽm Ginsi Upkeep gói hồng hồng ấy. Đó. Thế thì mọi người biết rằng là trong cơ thể chúng ta đã có sẵn những cái đó rồi. Nhưng rất không may trong quá trình chúng ta lớn lên, di chuyển thế nọ rồi tổng hợp cái nọ cái kia rồi va chạm với thiên địch nọ thiên địch kia, thì làm cho chúng ta bị mất đi và thiếu hụt. Khi một cái công thức mà thiếu hụt chất này thừa chất kia thì nó sẽ không phải là một công thức hoàn hảo, không thể tự tổng hợp được chất nữa. Mọi người ạ, mọi người nghe rõ chưa? Không tổng hợp được chất nữa. Dẫn tới có những người nói như thế này này, nói rất là bậy nhưng mà nghe nó rất chuẩn. Ăn vào giống như là đem công nông trực cứt ra biển ấy. Ăn vào chỉ để đi ị thôi, không có một cái chút dinh dưỡng nào hấp thu được vào cơ thể cả. Đó. Thế thì về lâu về dài nó có hệ lụy xảy ra như sau. Một, đến giai đoạn em bé tập lẫy, tập bò hoặc là mọc răng thì cái hàm lượng dinh dưỡng khi đó cần gấp mấy lần bình thường thì nó không còn, nó không có, nó không đủ. Thì dẫn tới răng mọc chậm hơn, răng mọc lên nhưng nó yếu hơn. Các mẹ có để ý cái răng của em bé nào nó trong veo như hạt thị ấy, hoặc là trong trong veo luôn ấy, mà nó trong trong đại loại là nó trắng, nó trong mà nhìn nó rất là yếu ớt. Đó, thì đấy là em bé bị thiếu kẽm và thiếu canxi, thiếu magie, kẽm và canxi mọi người nhá. Đó, thế thì trong quá trình lớn mà thiếu chất, thiếu canxi thì em bé, cái xương của em bé đã không chất lượng rồi, cái mật độ xương đã không không dày đặc, không ổn định rồi, cho nên là cái chiều cao của em bé phát triển nó cũng không ok nữa. Đó, mọi người hình dung không ạ? Thiếu chất thì nó sẽ dẫn đến những cái như thế. Và cái đơn giản nhất, khi thiếu chất, khi thiếu dinh dưỡng thì cơ thể lại hay suy nhược, lại hay ốm yếu, hay ốm thì lại phải thuốc, mà thuốc gì lại dễ, rất dễ là bị kháng sinh. Vì khi một cơ thể cái hệ miễn dịch kém, không có miễn dịch ấy, thì những cái con virus vi khuẩn nó lại rất dễ tấn công. Đó, chỉ cần đi ra gió một buổi tối,
bố hoặc là bố mẹ vô tình cho nó ra hóng gió phơi sương buổi chiều muộn, à là về nhiễm lạnh là ốm ngay đó, hay là chỉ cần vô tình cho ăn một miếng sữa chua mà nó chưa tan giá là lại viêm họng rồi đó. Khi mà cái cơ thể nó yếu ấy, thì vô vàn những cái nó có thể xảy ra, hoặc thủy đậu, sốt sởi, chân tay miệng, sốt phát ban, rồi sốt virus, sốt xuất huyết, đúng không nào? Đó, rất là nhiều cái có thể tấn công con của chúng ta, hoặc là các em bé mà đề kháng kém. Vì vậy sản phẩm này đã được thêm vào đó chính là Thymomodulin. Cái Thymomodulin này chúng ta rất dễ tìm được ở bệnh viện nhi nhé. Các bạn bé nào mà dưới 6 tháng mà bị viêm họng hoặc viêm phổi ấy, thì bây giờ hiện tại Nhi S và Nhi Trung ương có kê thêm ống dạng nước Thymomodulin cho các con uống. Đó. Thế thì ở trong sản phẩm của chúng ta có Elysin để giúp hỗ trợ tổng hợp dinh dưỡng bổ sung vào cơ thể. Đó. Cái số 2, canxi lactate. Các mẹ nghe nhá, canxi lactate chứ không phải là canxi thường. Đó. Canxi lactate ở đây hay chúng ta hiểu cái khác, nó là canxi hữu cơ. Canxi hữu cơ tức là để hấp thu được canxi này thì nó còn có cả magie D3 và kẽm. Đó. Thế là cho nên là không sợ nóng này, không sợ có cặn gan, cặn thận, cặn tiết niệu, cặn bàng quang nữa chị em nhá. Đó chính là cái canxi. Thymomodulin thì em vừa nói rồi, nó sẽ là cái chất đề kháng vô cùng mạnh mẽ cho hệ hô hấp. Nó là cái đề kháng mà làm cho hệ hô hấp của các con trở nên là, gọi là nó như là cái trưởng thành phổi ấy, như là cái trưởng thành phổi sớm cho các em bé sinh non ấy. Nó sẽ giúp cho như một cái lá chắn, tấm khiên chắn cái hệ hô hấp, nhất là hô hấp trên và hô hấp giữa. Đó, cái hô hấp trên này và cái hô hấp giữa này, đó, cho các con. Còn cái hô hấp dưới thì chúng ta không đề cập đến ở đây nhá. Rồi tiếp, đó chính là kẽm gluconat, cao lạc tiên. Cái kẽm cũng là cái hỗ trợ cho cái hệ miễn dịch rất tốt. Và thêm nữa như thế này, cái kẽm gluconat ở đây nó sẽ giúp cho cái đường ruột của các con ổn định. Đó, thì với một em bé thì chỉ có mỗi hai bệnh là viêm đường hô hấp và viêm đường ruột thôi, chứ không bao giờ nó có những cái bệnh, à có nhưng rất hiếm, tức là tỷ lệ chỉ 1% là bị những cái bệnh khác thôi, đại loại như là bị thừa chất nọ, hay là nó bị rối loạn chất kia, hay là bị tan máu sớm gì đó, rất là hiếm. Nhưng còn cái bệnh phổ biến nhất chỉ là hô hấp và đường ruột, tiêu chảy táo bón, hay là mũi họng, tai mũi họng, đấy là những cái mà hay gặp nhất, bé nào cũng có thể gặp đó. Rồi thì cái cao lạc tiên ở đây là như này chị em này, với những cái em bé mà nó ngủ hay giật mình ấy, ngủ hay giật mình mà nó không ngủ sâu, không ngủ ngon, thì cái cao lạc tiên này giúp cho các con an thần, ngủ rất ngon, ngủ rất sâu. Và khi nó ngủ sâu ngủ khỏe thì buổi sáng dậy nó rất là tỉnh táo lanh lợi, chứ còn không thể là sáng sớm ngủ dậy nó uể oải, nó chằn chọc, rồi nó thế nọ đó thế kia, nó mệt mỏi trong ngày, nó cứ giật giờ đó. Thì cao lạc tiên này giúp các con an thần, nhưng mà nó không gây phụ thuộc nhé, nó không phải là thuốc mọi người ạ. Đó, rồi tiếp cái taurin nó phát triển cho trí não rồi, nó sẽ kích thích cho cái neuron thần kinh và cái hệ thần kinh của các con phát triển rất là tốt. Đó, vitamin B1 và vitamin B6 thì ở đây có ai đã được bố mẹ ngâm cái B1 vào mật ong cho ăn không, để cho ăn cho nó nhanh ăn ngon và cho nó nhanh béo ấy. Đó, thì cái B1 và B6 ở đây này thì nó là hỗ trợ hấp thu và kích thích ăn đó. Cái kẽm cũng kích ăn này, cái lysine cũng kích thích ăn này, thì cái B1, B6 là cái tổng cái vitamin B giúp ăn ngon đấy. Rồi, amylase, lactase, lipase, protease và cellulase ở dưới, đấy là những cái enzyme. Mọi người hình dung không? Có cái enzyme ở lưỡi, enzyme dịch vị ở lưỡi. Các chị em có bao giờ nhai cơm không mà cũng thấy ngon không? Đó chính là cái enzyme ở lưỡi của chúng ta hoạt động rất là mạnh. Đó, một số em bé sau khi bị dùng kháng sinh hoặc là sau khi mới ốm dậy, các con không muốn ăn, cứ cho mồm một ngậm hoặc là ăn không thấy ngon. Bởi vì làm sao, bản thân chúng ta khi đói cũng thế, bản thân chúng ta khi đói thì ăn nó sẽ đắng mồm đắng miệng hoặc nhạt mồm nhạt miệng, tức là lúc đó cái enzyme dịch vị chúng ta không hoạt động nó, hoặc là chúng ta uống kháng sinh bị ảnh hưởng mà nó không còn nữa, không còn cái enzyme dịch vị đó nữa, đúng không nào mọi người? Thế thì cái enzyme bổ sung ở đây chúng ta bổ sung ngay từ dịch vị của các con, làm cho con ăn uống cảm thấy ngon miệng, dẫn tới em bé sẽ kích thích em bé nhai,
À càng nhai càng thấy ngọt, càng thấy ngon, để nhai 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 tiếp đó, xong lại ăn miếng nữa rồi lại ngon, để ăn miếng nữa. Vì vậy tại sao có những người feedback là à mới 1 tuần, mới 10 ngày mà con tôi ăn ngon trông thấy rồi. Có những em bé chỉ 3-4 ngày đã cảm thấy ăn ngon rồi, bởi vì là nó rất nhạy cảm với cái enzyme dịch vị đó. Đó. Thì có những em bé thì lại à, uống hàng tháng rồi không thấy ăn ngon hơn, chỉ thấy à rõ ràng nó khỏe hơn, nó không ốm, đợt này không ốm đau gì cả, nhưng mà chả thấy ăn ngon hơn gì cả. Đó là vì em bé đó cái enzyme dịch vị đó chưa đủ bù đắp vào cái đã mất, chưa đủ bù đắp vào cái enzyme dịch vị đã mất của con. Cũng giống như là người thiếu ít người thiếu nhiều đúng không, người gầy ít và người gầy nhiều, người thiếu cân ít người thiếu cân nhiều đúng không, thì không phải là cái cơ địa của 10 người đều như nhau cả 10, không phải em bé nào cũng có những cái bệnh giống nhau, nhưng có cái trạng thái giống nhau đúng không nào. Đó, thế thì ngoài cái enzyme dịch vị ở lưỡi sẽ còn ở tuyến nước bọt và sẽ còn luôn cả enzyme tiêu hóa. Enzyme tiêu hóa là sẽ hỗ trợ nghiền nát thức ăn, phân chia chất dinh dưỡng vào các cơ quan và hấp thu để đi nuôi các bộ phận của cơ thể. Đó, thì cái enzyme tiêu hóa này nó sẽ cùng với cả cái axit trong dạ dày làm cái nhiệm vụ phân nghiền nát và phân bổ các cái thức ăn rồi đưa các chất dinh dưỡng ra. Thì ở đây hôm trước chúng ta đã được nghe anh Trung chia sẻ rồi ấy, tức là ở đoạn ở ruột non của con người ấy, cái đoạn ruột từ 6 đến 8 mét ấy, nó có hàng nghìn cái xúc tu, hàng nghìn cái xúc tu. Thì mỗi một cái xúc tu ở đây là cái miệng rộng của nó là 200 nanomet. Mọi người có nhớ không ạ? Là 200 nanomet. Chính những cái ống này nó làm nhiệm vụ hấp thu chất dinh dưỡng đưa về ruột non và đi nuôi cơ thể mọi người nhé. Đó thì đấy, thì ở ở cái sản phẩm này chúng ta có cái thành phần đó chính là cái protease và cellulase đây này, cái cuối cùng đấy nó là cái thành phần làm sạch những cái ống này đó, làm sạch những cái ống này và hỗ trợ hấp thu ở cái bộ phận ruột này, kích thích ruột. Và ở ở cái thành phần cuối cùng này, nó còn một cái nữa là hỗ trợ hấp thu tốt và không gây táo bón cho cơ thể nếu như là những cái chất kia nó hấp thu quá nhiều và nó không 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 đào thải được ra cái chất thải ra, cái chất bã ra đó. Thế thì vừa làm tiêu hóa, hỗ trợ kích thích tiêu hóa này, vừa hỗ trợ hấp thu này đó. Thế cái sản phẩm này nghe xong cái thành phần, khi đọc xong cái thành phần thì mình có cảm giác như là nó là một cái thành phần sản phẩm vitamin tổng hợp trọn bộ luôn. À, khoáng chất có, axit amin có, lysine là axit amin đó, thì còn cả vitamin cũng có, thậm chí có cả những cái thành phần để giúp cho ăn ngon, ngủ ngon và tăng đề kháng đúng không nào? Thế thì nó không còn thiếu cái gì ở đây nữa. Không còn thiếu bất cứ một cái gì ở đây nữa. Và cái giá cả của nó cũng vô cùng tốt. Với một em bé thì từ 6 tháng tuổi đã sử dụng được sản phẩm này rồi cho đến 14 tuổi. Vậy trong suốt cuộc đời của em bé, trong quá trình nhũ nhi đến thiếu nhi, thiếu niên đều có thể chỉ sử dụng một sản phẩm này. Thì cái sản phẩm nội này trung bình em bé 6 tháng tuổi ngày dùng một ống, thì một hộp này là em dùng được một tháng. Đúng không? Nếu như mà em bé 6 tháng tuổi mà 1 năm dùng 4 lần, 4 liệu trình, thì tức là chỉ dùng có 4 hộp này thôi. 6 tháng tuổi nhá, cho đến khi con 1 tuổi con chỉ dùng 4 hộp mới thôi. Còn nếu như với những em bé nào mà đã bị kháng sinh rồi, đã có kháng sinh rồi ấy, thì sẽ dùng gấp đôi cái liều bình thường lên. Mấy các mẹ nhớ chú ý nhá. Gấp đôi liều bình thường với những em bé đã sử dụng kháng sinh. Còn duy trì liều đúng như là cái hướng dẫn sử dụng với em bé mà chưa bị kháng sinh hoặc là bị kháng sinh rất lâu rồi. Với em bé nào trong vòng 6 tháng trở lại đây mà bị kháng sinh liều cao thì các mẹ hãy cho gấp đôi liều lên. Đó. Về cái sản phẩm này thì chúng ta có rất là nhiều lợi thế để. Một, nó là sản phẩm của Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ Việt Nam nghiên cứu, sản xuất tại nhà máy chuẩn GMP và nó được chịu trách nhiệm. Nó là sản phẩm nghiên cứu cho trẻ em Việt Nam. Nó là sản phẩm dành riêng cho trẻ em Việt Nam và cái sản phẩm này được nghiên cứu khảo nghiệm dựa trên những cái sản phẩm của nước ngoài.
đó, từ nước ngoài và đúc rút về dành cho sản để cho nó hợp với cả cơ địa trẻ Việt Nam nhé. Với cơ địa những em bé Việt Nam hầu hết 90% là phải sử dụng kháng sinh từ sớm mà là kháng sinh nặng đó. Thế thì những cái này nó sẽ khôi phục phục hồi lại cái hệ vi sinh đường ruột, làm cho những cái công thức trong cơ thể nó trở nên đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. Rồi tiếp đến đó chính là có hẳn cả một đội ngũ cố vấn khoa học đứng phía sau. Các bạn có biết là chúng ta có những phó giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Điền, cô Phạm Thu Nga, chú Lưu Đức Huy hay là các tiến sĩ khác mà đang ở trong cái hội đồng khoa học, và đến ngày hôm nay khi tổng giám đốc của chúng ta đã là trưởng phòng y sinh công nghệ cao ấy, thì chúng ta có hẳn một đội ngũ 800 nhà khoa học của 32 viện nhỏ trong Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chúng ta. Vì vậy trên bao bì sản phẩm của chúng ta mọi người nghe nhá, này, Trung tâm Hóa dược và Hóa sinh hữu cơ Biomed đó, cái trung tâm này cũng ở trong viện luôn này. Mọi người thấy nó có tuyệt vời không? Cái sản phẩm của chúng ta là nghiên cứu dành riêng cho con em họ. Bởi vì sao? Các nhà khoa học của chúng ta là ai? Không phải là ông Trump, không phải là ông Putin, cũng không phải là bất cứ một người đạt giải Nobel quốc tế nào, mà chính là các ông, các bà cũng có con giống như chúng ta. Họ làm sao? Họ đang hít thở cùng cái bầu không khí với chúng ta. Họ đang ăn cùng nguồn thực phẩm với chúng ta. Mọi người có biết điều này đúng không ạ? Có công nhận với em không? Chúng ta hít phải bầu không khí ô nhiễm thì họ cũng hít bầu không khí ô nhiễm. Chúng ta đang ăn phải cái nguồn thực phẩm không sạch thì người ta cũng đang bị cái nguồn thực phẩm không sạch đó. Đó, mọi người ạ, mọi người có công nhận với em điều này không? Vì thế, cái sản phẩm khi sản xuất ra thì nó xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của chính các nhà khoa học đó, muốn bảo vệ con, bảo vệ cháu, bảo vệ người thân của họ đã. Thế cho nên là không thể nào người ta đưa cho mình một cái sản phẩm vớ vẩn mà trong khi đó con cháu họ cũng dùng được, đúng không nào? Đúng không nào? Mà tiếp nữa là cái thương hiệu quốc gia, thương hiệu chính phủ, không thể nào mà một sản phẩm đính tên của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam trên này mà lại là một sản phẩm vớ vẩn được. Đó, thế thì ngày hôm nay Hạnh có chia sẻ kỹ chi tiết vào về cái sản phẩm mà Alpha Kit Gold. Rất chi tiết rồi, và với từng trường hợp sử dụng như thế nào, tại sao có em bé ăn mà không tăng cân, chỉ có khỏe mạnh thêm thôi, hoặc là có những em bé mà ăn tốt lắm nhưng lại chưa tăng cân, đúng chưa nào? Đó, thì có những cái câu hỏi như thế thì các bạn cứ hỏi đi, các bạn cứ hỏi và các bạn cứ list là viết post hẳn lên trên cái livestream này này, phía comment này này, để buổi sau, tối hôm nay là tối thứ ba đúng không, tối thứ tư hoặc tối thứ năm mình sẽ lại trả lời cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi sau. Chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Hoặc là ai đó sẽ làm việc tiếp nhé. Xin chào mọi người. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành nhé.